Trung Cộng thề sẽ trả đũa nếu Hoa Kỳ áp dụng các mức thuế mới lên hàng hóa thương mại nước này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Cộng Geng Sun tuyên bố hôm thứ Hai nếu Hoa Kỳ tiếp tục chính sách thương mại này và áp dụng quan thuế mới chống lại hàng hóa Trung Cộng, thì Trung Cộng buộc phải trả đũa để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình. Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump cảnh cáo ông sẵn sàng đánh thuế lên mọi hàng hóa nhập cản từ Trung Cộng. Hôm thứ Sáu, Tổng thống Trump cho biết ông sẵn sàng thu thuế bổ sung đối với tất cả hàng hóa của Trung Cộng, nâng mức thuế dự tính lên 267 tỷ Mỹ Kim. Hoa Kỳ và Trung Cộng đã đánh thuế lên các hàng hóa của nhau kể từ tháng 7. Mặc dù đã tổ chức nhiều cuộc đàm phán, nhưng các tranh chấp thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn căng thẳng. Tổng thống Trump đã chỉ trích thất thoát thương mại kỷ lục của Trung Cộng đối với Hoa Kỳ và yêu cầu Bắc Kinh phải có biện pháp cắt giảm lập tức. Trung Cộng đã công bố một danh sách đề xuất các mức thuế trả đũa lên hàng hóa Hoa Kỳ hồi tháng 8, bao gồm khí thiên nhiên và một số loại phi cơ. Washington sau đó đã tăng thuế 200 tỷ Mỹ Kim lên danh sách các hàng hóa Trung Cộng, bao gồm một số sản phẩm như máy ảnh, thiết bị ghi âm, hành lý, túi sách, lớp xe và máy hút bụi với mức thuế bổ sung từ 10 đến 25%, điện thoại di động là sản phẩm nhập cảng lớn nhất của Hoa Kỳ từ Trung cộng có thể bị ảnh hưởng nặng nề nếu Tổng thống Trump khởi động vấn đề thuế 267 tỷ Mỹ kim. Phó Tổng thống Pence khẳng định không ai trong đội ngũ nhân viên của ông viết bài bình luận chỉ trích Tổng thống Trump trên New York Times. Phó Tổng thống Mike Pence nói rằng ông bảo đảm 100% không ai trong đội ngũ nhân viên của ông có dính líu đến bài bình luận ẩn danh chỉ trích tổng thống donald trump trên new york times trong một cuộc phỏng vấn được cbs phát hình hôm chủ nhật ông pang nói tôi hiểu các nhân viên của mình và tôi biết tính tình của họ một số chuyên gia suy đoán ông pang có thể là viên chức chính quyền cao cấp đứng sau bài bình luận trên new york times họ cho rằng bài viết đã sử dụng phong cách ngôn ngữ giống với phó tổng thống hơn hai chục viên chức cao cấp trong chính quyền đã phủ nhận là tác giả bài bình luận. Ông Penn nói với các nhân viên của ông, không liên quan, ông phân giải, hãy để tôi nói rõ điều này. Tôi bảo đảm 100% các nhân viên của tôi không dính líu đến bài bình luận ẩn danh. Tôi hiểu các nhân viên của mình, họ tận tụy với quốc gia cũng giống như tôi để thúc đẩy các chương trình nghị sự của Tổng thống và ủng hộ ông. Bão Florence tiến vào đông nam Hoa Kỳ. Cơn bão Florence nhanh chóng mạnh dần có thể đổ bộ trực tiếp vào cuối tuần này, gây nguy hiểm cho khu vực từ Carolina đến Trung Đại Tây Dương. Bão Florence với tốc độ gió 74 mai một giờ hôm chủ nhật đã mạnh dần. Cơ quan National Hurricane Center cảnh cáo vào tối cùng ngày cơn bão đã đạt sức gió 85 mai một giờ. Dự đoán bão Florence sẽ trở thành cơn bão nguy hiểm. Tính đến 5 giờ hoạt hình đốn, bão Florence đã di chuyển 625 miles về phía đông nam Bermuda, sức gió mạnh nhất là 105 miles. Trung tâm tại Miami cho biết cơn bão sẽ đạt sức gió khoảng 130 miles một giờ và trở thành bão cấp tư vào thứ ba. Các nhà dự đoán nói rằng còn quá sớm để xác định hướng đi chính xác của bão Florence, nhưng cảnh báo cơn bão có thể đổ bộ lên bờ biển Carolines vào thứ năm các nhà chức trách bắc nam carolina và virginia tuyên bố tình trạng khẩn cấp để đối phó với cơn bão sắp tới các tàu hải quân ngoài khơi bờ biển virginia đang chuẩn bị rời khỏi vị trí để tránh bão một trường đại học ở bắc carolina đã hủy bỏ các lớp học và người dân bắt đầu tích trữ gỗ dáng nước đóng chay cùng với các nguồn cung cấp khác nhằm để phòng trường hợp khẩn cấp khi bão florence đổ bộ Ông Moonves, chủ tịch CBS từ chức vì bê bối tình dục. Phong trào Too chống lại các hành vi lạm dụng tình dục đã từng buộc tội một trong những ông trùm hàng đầu của Hollywood như Harvey Weinstein và giờ đây phong trào lại làm điều tương tự đối với ông Leslie Moonves, một trong những giám đốc điều hành quyền lực nhất của ngành truyền hình. CBS Corporation đã công bố quyết định từ chức của chủ tịch hãng này hôm chủ nhật. Chỉ vài giờ sau khi The New Yorker phát hành một câu chuyện về những bê bối chống lại ông Moonves, tổng cộng có 12 phụ nữ đã bị cáo buộc bị ngược đãi, cưỡng ép quan hệ tình dục bằng miệng, sầm sở và bị đe dọa trả thù nếu họ dám chống cự. Ông Moonves đã phủ nhận các cáo buộc trên trong một bản tuyên bố. Mặc dù ông nói rằng ông đã quan hệ đồng thuận với ba người trong số những phụ nữ này. CBS cho biết sẽ đóng góp 20 triệu Mỹ kim cho một hoặc nhiều tổ chức MeToo, phổ biến quyền bình đẳng cho phụ nữ tại nơi làm việc. Một phần trong khoản quyên góp sẽ được khấu trừ, cắt giảm từ tiền trợ cấp nghỉ việc của ông Moonves. Số tiền cắt giảm vẫn chưa được xác định cho đến khi cuộc điều tra kết thúc. CBS cho biết giám đốc điều hành Joseph Anello sẽ tạm thời đảm nhiệm công việc của ông Moonves cho tới khi. Ban giám đốc của họ tìm được người thay thế vị trí của ông Moonves. Ông Moonves ban đầu là người sắp xếp chương trình cho CBS, sau đó trở thành điều hành cả hệ thống và các công ty liên quan như Showtime trong hai thập niên. CBS luôn là đài được xem nhiều nhất trên truyền hình, bất chấp cả những thay đổi trong ngành công nghiệp như các đài truyền hình khác hay các dịch vụ trực tuyến như Netflix. Ông Moonves được trả tiền rất nhiều vì công việc của ông. Ông kiếm được khoảng 70 triệu Mỹ Kim vào năm 2017 và năm 2016. CBS đã công bố một cuộc điều tra nội bộ về một cuộc tranh quyền kiểm soát công ty trong tương lai. Tuy nhiên, gần đây, các báo cáo tiết lộ hội đồng quản trị của CBS và ông Moonves đang thảo luận về một kế hoạch trốn thoát. Phyllis Golden Gottlieb, một trong những người tố cáo Moonves trên New Yorker hôm Chủ nhật cũng để đơn khiếu nại với cảnh sát Los Angeles năm ngoái. Cô nói trong khi ông Moonves làm giám đốc điều hành Studio Lorima vào cuối những năm 1980, ông đã ghi chặt cô vào lòng và buộc cô phải làm tình bằng miệng. Và một lần khác, ông Moonves đã giận dữ ép cô vào tường. Và khi cô bắt đầu chống đối những đòi hỏi của ông Moonves, ông đã không cho cô làm việc như cũ. Cô nói với The New Yorker, chính ông ta đã hủy hoại toàn bộ sự nghiệp của tôi. Jessica Palinston một phụ nữ khác cho biết, ông Moonves cũng đã làm điều tương tự với cô vào ngày đầu tiên cô làm việc với tư cách phụ tá tại Warner Bros. Trong một tuyên bố, ông Moonves chỉ trích các cáo buộc là kinh khủng và không đúng sự thật. Tuy nhiên, ông thừa nhận mối quan hệ đồng thuận với ba người phụ nữ kể từ khi ông làm việc tại CBS. Ông nói, "Tôi chưa bao giờ lạm dụng vị trí của mình để cản trở sự nghiệp của những người phụ nữ đó." Trong 40 năm làm việc tôi chưa bao giờ nhận những cáo buộc đáng lo ngại như vậy đây là lần đầu tiên những cáo buộc kinh khủng nổi lên đó chính là nỗ lực kết hợp của một nhóm người để bôi nhọ tên tuổi danh tiếng và sự nghiệp của tôi bất cứ ai biết tôi họ có thể nói rằng người được mô tả trong bài viết không phải là tôi trong tuyên bố từ chức ông moon west nói rất buồn khi tôi phải rời khỏi công ty và các nhân viên ông bùi ngùi chúng tôi đã cùng nhau xây dựng cbs trở thành một đài thông tin tốt nhất